Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Mai là ngày 6 tháng 9 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm nữa là ngai thờ bằng gỗ mita được sơn son thiếp vàng. Và thiếp vàng ở đây là chúng tôi thiếp vàng Đài Loan, khác với dát vàng ta. Nếu như dát vàng ta một cỗ ngai này thì giá thành nó rất là cao. Đây là chúng tôi làm theo yêu cầu của khách là sơn son thiếp vàng Đài Loan và chất liệu là gỗ mita. Trong rất nhiều video lần trước, chúng tôi đã giới thiệu về sơ qua về phần mộc. Thì trong clip này chúng tôi giới thiệu phần sơn son thiếp vàng. Và đây là cỗ ngai thờ một thước hai. Ngai thờ một thước hai là tên gọi cổ của các cụ ngày xưa. Còn theo thước mới như bây giờ là chiều dài là 60, chiều sâu 50 và chiều cao là 87. Chân là chúng tôi đục chân quỳ dạ cá. Dạ cá chúng tôi đục hổ phù. Và phía dưới là chúng tôi có làm chuyện diễu ở xung quanh, gọi là phần bệ. Tầng cổ bên trên chúng tôi chạm phượng và chữ thọ. Đây là mẫu ngai cột. Thì đi liền với mẫu ngai cột này, chúng tôi đang còn rất nhiều những cái mẫu ngai vách. Trong clip trước chúng tôi cũng giới thiệu sơ qua rồi. Quý vị có thể vào trang chủ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm. Ngai cột này thường thì chúng tôi làm ngai rồng. Đục rồng là rồng thật. Tôi quay rất kỹ cho quý vị và các bạn xem. Toàn bộ là chất liệu gỗ mita đã được sơn son thiếp vàng phủ hoàng kim. Thì quý khách trên toàn quốc ưng mẫu sản phẩm này, quý khách có thể gửi về Zalo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm và báo giá cụ thể. Đây còn gọi là ngai thờ. Chúng tôi hiện đang sản xuất rất nhiều đồ thờ cúng, hàng kỹ để đáp ứng ra thị trường. Và chúng tôi biết là nhu cầu chơi về đồ thờ cúng bằng gỗ ngày càng cao. Và số lượng cũng phải nhiều để đáp ứng ra trên toàn quốc. Các bạn hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật các cái video mới nhất mà cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đưa lên. Các bạn có thể theo dõi được trực tiếp cũng như là mẫu mã mới nhất của cơ sở. Phía cuối video thì chúng tôi sẽ làm cái nút đăng ký, thì quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký để tiện theo dõi. Tôi xin nhắc lại kích thước của cỗ ngai này là dài 60, sâu 50 và cao 87. Chúng tôi đang trong quá trình thiếp vàng rất nhiều đồ thờ cúng cho khách hàng trên toàn quốc. Ngai thờ, khám thờ, tượng thờ và ngựa. Bên đây là phần bên hông, phần ngang. Có chiều sâu là 50. Cũng được chúng tôi sơn son thiếp vàng tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Bên trên chúng tôi chạm rồng. Quý vị có thể xem thêm mẫu ngai vách, chúng tôi sẽ ghim ở phía dưới phần mô tả. Quý khách hãy cứ gọi về hai số điện thoại trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể. Chúng tôi có nhận trùng tu đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Quý khách cứ gửi địa chỉ thì chúng tôi sẽ báo giá. Và đây là cửa võng khám thờ. Siêu to khổng lồ, chúng tôi cũng đang làm cho khách hàng trong Quảng Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo. Quý khách đừng quên hãy đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành ngày càng lớn mạnh. Xin cảm ơn.